1272 ngày hôm nay sẽ sale cho cả nhà mình luôn, chỉ có giá là 299k thôi các chị ơi. 299k mẫu đầm này, mẫu này mà chậm tay là hết ngay, xuất sắc luôn các chị. Và này là vải mango mềm mịn êm và mát, nhẹ nhàng có co giãn nhẹ nè. Phần cổ thiết kế là sẽ là cổ đắt chéo cho các chị. Chị nào mà thích cổ mà mình cố định luôn ấy thì mình đính chị lại cũng được luôn nha. Phần eo này sẽ nhấn một đường eo nè, đó, may một đường eo thôi và từ đây nó xòe ra. Ai có bụng không cần lo lộ bụng nha. Có túi luôn nè các chị. Cái chất này êm lắm, mềm vô cùng mềm luôn. Mã đầm em đang mặc trên người đây là DA1272. Chị nào lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em nha. Đầm này mà các chị mặc đi tiệc nè, các chị mặc đi chơi nè, các chị mặc đi du lịch nè, đi ăn uống, đi cà phê, cà pháo đều ok hết. Đều ok hết cho em luôn nha các chị. 1272 và kèm số điện thoại. Có nha chị Linh Trần ơi, tiếng nãy sẽ lên nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc 1272, em chốt sale liền trên like này cho cả nhà, chỉ có 299.000 đồng. Trời ơi, đẹp quá. Mẫu này là đảm bảo mặc lên là đi tới đâu người ta khen tới đó nè các chị. Lên da thì trắng da, mà mặc thì sang. Và những cái họa tiết này chùa không bao giờ lỗi thời đâu nha các chị yêu nha. Đó, chụp hình thì ba nặng luôn. Vải này mặc mát nên là đảm bảo các chị mặc cả ngày vẫn thoải mái cho em, không hề nóng nực nha. Vải không nhăn nhầu cho mình ha, và nó có co giãn nhẹ cho mình. Vải này là vải mango, chỉ cần may một lớp, không cần may hai lớp luôn. Đảm bảo lên form chuẩn form và mặc rất là êm. Mã đầm này của em là 1272 nha. Chị nào lấy nhanh tay đặt liền cho em là 1272, form đẹp quá. Cái phần eo các chị thấy không? Đó, hàng eo rơi vào đúng cái phần nhỏ nhất của mình và từ đây nó xè nhẹ xuống. Đó, ai có bụng không lo lộ bụng. Eo thì các chị cứ đo chính xác, cứ đo dùm em eo của mình bao nhiêu nè, trên rốn dưới xương sườn nha các chị. Đo dùm em, bên em chọn size cho. Nếu mà không thì em đặt luôn. Size M là eo nó 72 đến 73, size L eo 75 đến 76, XL là eo 78 đến 79 và 2X là eo 84 đến 85. Nếu mà các chị muốn mặc trên hơn một xíu thì eo 86 trở xuống vẫn mặc vừa size 2X nha. Đó, tại vì thường thì em tính trung bình trường hạ một xíu. Nhưng mà chị nào mà mê mẫu này quá muốn bon trên thêm thì eo 86 trở xuống vẫn vừa. Tại vì bản chất vải này nó có co giãn nha cả nhà nha, nó có co giãn cho mình. Mã đầm em đang mặc trên người đây. Chị nào mình lấy lên đơn hàng ngay cho em nhá. Mã sản phẩm đầm em đang mặc đây là DA1272. Ok chị Thanh Chim chúc 1272 nè. Chị Ngọc Hân em chúc 1272. Chị Thúy Đoàn ok em chúc 1272 nè. 299k đầm em đang mặc. Đầm có túi hai bên, chất vải mềm, êm, mát và thoải mái dễ chịu cho mình. Từ 40kg đến 65kg là mình mặc vừa luôn rồi. Chị nào mình lấy nhanh tay đặt liền dùm em 1272 nha, quá xuất sắc. Đẹp quá chị ơi, như một bức tranh ấy. Trời ơi, thấy mà mê luôn. Rồi đầm em đang mặc, chị nào ưng đặt liền nha. Có đúng một màu à cả nhà ơi. Mà phải công nhận cái màu mà phối giữa màu vàng á, màu vàng vàng cam cam với cái màu màu đen á, nhìn nó sang dễ sợ. Mà các chị mặc lên nó trắng da ha. Đó, đẹp chưa? Đứng xa đứng gần cũng đẹp hết trơn á. Trời ơi, một cái mẫu đầm siêu phẩm như thế này có 299k mà cực kỳ dễ mặc luôn, không có kén dáng. Ai cao ai thấp, ai gầy hay là ai mập nè, tròn ngừa có bụng nè, yên tâm mặc mẫu này đều đẹp hết cho em nha. Form em lên chuẩn rồi, các chị cứ chỉ việc là cho em chiều cao cân nặng số đo chính xác em chọn size. Mã này của em là 1272. 1272 nha. Ok chị Lily chúc 1272 nè. Chị Ngân Đặng em chúc 1272 cho chị nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng liền giùm em 1272 và kèm thêm số điện thoại nha. Em giảm ngay trên like này cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 299k mẫu đầm em đang mặc, 40kg đến 65kg là mình mặc vừa. Xuất sắc chưa nè cả nhà ơi. Dạ eo 86 mặc vừa luôn chị nha. Mẫu này thì nãy em có thông báo đó, cơ bản của nó là eo nó tầm 84, nhưng mà vải này nó có co giãn nên là có thể là eo 86 mình mặc vẫn vừa. Cái mẫu này cũng đang bán rất là chạy nha. 1272 chị nào lấy lên đơn liền, đẹp quá. Ở đây em cao mét 62 đó các chị, là em mặc là dài qua gối và vừa chạm đến cái phần bắp chân ở dưới nè. Đó, dễ mặc lắm. Rồi sale giá có 299k thôi. Lên đơn liền dùm em. À quên, để cho cái đây này cho các chị xem phía đằng sau. Phía đằng sau là dây khóa kéo nha. Phía sau dây khóa kéo nè. Đây như các chị thấy nè, xem M eo 72. Đó, em là 62 nha. Em 62 nhưng mà em rộng nên là em hơi kẹp, em kẹp lại một chút. Rồi bây giờ chị nào lấy mẫu này đặt liền dùm em chị hàng. Chị Thu Nguyễn Hương Hà rồi, ok để tí nữa nha, em sẽ lên mẫu đó lại cho chị xem. Rồi 1272 ok nè, chị Ngân Ngân chốt nè. 1272 ok chị Thúy Đồng em lên đơn nè.
299 k đầm em đang mặc trên người nha. 299k và từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa luôn. Rồi lên đơn hàng liền cho em ngay bây giờ, em chịu hàng. Cổ này là cổ đắp chéo nha cả nhà. Chị nào thích cố định hình cổ hay là mình thích cái cổ cao hơn, mình có thể đính chị lại cho em ngay chỗ này nhá, để giữ cố định cái phần cổ luôn. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu đầm của em đang mặc, comment liền 1272 cả nhà nha.